biện cho ta rất nhiều, nhưng cũng lấy đi của ta tất cả. Đó là câu nói của một chiến sĩ hải đội nói với chúng tôi khi ngồi trò chuyện về thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu, một người chiến sĩ của Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, vừa mới ra đi trong lúc giúp người dân giải cứu tàu cá đang bị mắc nước do sóng to gió lớn. Những ngày này, không khí ở Hải đội 2 trầm buồn hơn hẳn, bởi nơi đây vừa mới tiễn đưa một người đồng đội, một người anh, người em của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu sinh ra và lớn lên ở xã Phan Quế Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ngày còn đi học phổ thông, Hiếu luôn khao khát lớn lên được làm người lính biên phòng để canh giữ vùng biển và vùng lãnh thổ của Tổ quốc. Với ước mơ của mình, anh thi vào học viện hải quân nhưng không đậu. Thế là anh chọn học trường cao đẳng giao thông vận tải 3. Nhưng không lâu sau, với niềm đam mê và quyết tâm, anh đã âm thầm tiếp tục thi vào học viện hải quân. Kết quả đã không phụ sự nỗ lực và cố gắng của anh. Năm ấy, anh đỗ bậc cao đẳng học viện hải quân với chuyên ngành chỉ huy tàu. Năm 2017, Hiếu tốt nghiệp và được nhận về công tác tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh trên vùng biển của tỉnh, thanh tra, kiểm tra hoạt động nghề cá, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Với những đồng chí trên chiếc tàu PB160605 và những đồng đội ở Hải đội 2 sẽ không quên được ngày 27 tháng 6 2018, cái ngày mà thuyền trưởng chiếc tàu PB160605 Bùi Ngọc Hiếu đã bị sóng to gió lớn đánh văng khỏi tàu, rơi xuống biển trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biển thành phố Cửa Cổ Chiên. Đến lúc 17 giờ thì đồng chí thuyền trưởng thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu là lệnh cho tàu trở về vị trí neo đậu để nghỉ ngơi. Trong quá trình điều động tàu về vị trí neo đậu thì vào lúc khoảng 18 giờ 10 phút, đồng chí Hiếu được nhận được lệnh của trên là có một phương tiện của dân bị phá nước cần cứu hộ, và điều động tàu tiếp cận vị trí để cứu hộ tàu bị nạn. Đồng chí Hiếu nhanh chóng hội ý cùng tôi và tổ chức quán triệt cho anh em trên tàu là tiếp cận tàu bị nạn để cứu hộ. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì tôi trực tiếp đứng điều khiển tàu, đồng chí Hiếu đứng ở buồng chỉ huy để chỉ huy toàn tàu, số anh em còn lại thì đứng ở về phía mũi tàu hai bên mạn để quan sát hướng tàu bị nạn. Trong quá trình tiếp cận tàu bị nạn thì do sóng to gió lớn, đồng chí Hiếu ra ngoài để quan sát, bị sóng đánh rớt xuống biển. Thì sau khi phát hiện đồng chí Hiếu rớt xuống biển thì tôi lệnh đồng chí Hồ Văn Sơn, nhân viên hàng hải, và đồng chí Phạm Quang Minh là quăng liên tiếp 4 phao tròn về phía đồng chí Hiếu bị rớt, đồng thời điều động tàu quay ngược trở lại xuống khỏi vị trí đồng chí Hiếu rớt khoảng 0,5 đến 0,7 hải lý và quay ngược tàu trở lên để tổ chức tìm kiếm. Trong cái không gian tối đen như mực, thấp thoáng những chiếc phao trơ trọi lên đên theo con sóng dữ. Những tiếng gọi tìm của đồng đội tan vào trong không gian rộng lớn của biển cả. Con sóng dữ đã cuốn đi đồng chí Hiếu. Thì liên tiếp trong 2 ngày sau đó, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo tàu của lực lượng biên phòng, ngư dân huy động là với số lượng rất là lớn. Cụ thể hàng ngày có trên dưới 10 phương tiện và hàng trăm là lượng cán bộ chiến sĩ và người dân tập trung tìm kiếm. Thì sau khi tìm kiếm được thi thể của đồng chí Hiếu thì Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ tri điệu đảm bảo đúng theo quy định của quân đội và theo phong tục của địa phương. Hiện nay thì sau lễ tang thì Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các cơ quan là chính trị và chủ yếu là chính trị tập trung là hồ sơ, làm một cái các loại hồ sơ để báo cáo về trên, làm cái chế độ chính sách cụ thể là đề nghị công nhận liệt sĩ cho nhân Hiếu. Sau 2 ngày quyết liệt tìm kiếm, mọi người phát hiện thi thể đồng chí Hiếu trôi dạt ở gần khu vực cửa biển Cổ Chiên.
và anh mãi mãi ra đi ở cái tuổi 24 trong sự xót thương của gia đình, của đồng đội, bỏ lại sau lưng những ước mơ, những đam mê và hoài bão còn dang dở, bỏ lại cha mẹ già từng ngày mòn mỏi trông chờ con trở về để quay quần bên mâm cơm chiều. Xót xa hơn là nỗi lòng của người vợ trẻ mới cưới được 4 tháng, đang mang bầu ở tháng thứ 3. Niềm vui mới đó vậy mà giờ đây đã tắt hẳn khi chị nhận được tin anh đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi nào cũng để lại niềm thương xót, và với các chiến sĩ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ như đồng chí Hiếu, thì sự ra đi này không chỉ là mất mát của riêng gia đình thiếu úy Hiếu, mà còn là sự mất mát của bộ đội biên phòng. Đồng chí Hiếu cũng không ngừng học hỏi, nhất là học hỏi kinh nghiệm của các đàn anh đi trước ở trên tàu để không ngừng hoàn thiện bản thân của mình. Bên cạnh đó thì đồng chí Hiếu luôn gần gũi hòa đồng với anh em cán bộ chiến sĩ trên tàu, tuyệt đối là chấp hành nghiêm mệnh lệnh, điều lệnh trên tàu cũng như là kỷ luật của quân đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Hiếu luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao đến khi đồng chí hy sinh. Ghi nhận về thành tích của đồng chí Bùi Ngọc Hiếu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định phi thăng quân hàm từ thiếu úy lên trung úy cho đồng chí. Đồng chí Bùi Ngọc Hiếu, thiếu úy, thuyền trưởng, là một sĩ quan trẻ vừa nhận nhiệm vụ của đơn vị, là một đồng chí luôn gương mẫu trong chấp hành quy định của đơn vị cũng như là trong công việc. Và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuy là sĩ quan trẻ mới ra trường, so với các đồng chí khác, đồng chí luôn là tích cực, năng nổ trong đấu tranh xây dựng, đóng góp xây dựng đơn vị. Đồng chí cũng là một tấm gương tốt, đặc biệt nhất trong quá trình tuần tra kiểm soát. Tuy là sĩ quan trẻ mới ra trường, nhưng đồng chí đã chủ động quan hệ tốt với ngư dân, chính quyền địa phương để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sau khi vụ việc xảy ra, nghiêm túc tổ chức đơn vị họp rút kinh nghiệm vụ việc, trong đó tìm ra nguyên nhân để thực hiện trong thời gian tới đảm bảo tốt hơn. Trong buổi rút kinh nghiệm, chúng tôi đã phát động phong trào nêu gương đồng chí Hiếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh giữa biển của tỉnh. Hình ảnh về người lính biên phòng luôn đậm nét trong lòng người dân Việt từ thời bình lẫn thời chiến, đi dân nhớ, ở dân thương. Và hình ảnh về thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu với khát khao của người lính trẻ đã làm sáng thêm nghĩa cử cao đẹp của người lính biên phòng.